Cá sấu, sinh vật cổ đại với nụ cười chết chóc, đã sống sót qua sự kiện tuyệt chủng khủng long, băng hà, cả những biến động mà hàng triệu loài không thể vượt qua. Nhưng điều gì khiến cá sấu trở thành cỗ máy sinh tồn hoàn hảo nhất hành tinh suốt hơn 200 triệu năm? Và liệu chúng có ẩn chứa bí mật gì về quá khứ tiến hóa của sự sống? Hãy cùng khám phá! Khi nhìn thoáng qua, nhiều người dễ nhầm lẫn cá sấu với những loài bò sát hiện đại như thằn lằn. Nhưng cá sấu không phải là thằn lằn khổng lồ, mà là hậu duệ của một nhánh tiến hóa hoàn toàn khác. Hãy quay ngược về thời kỳ Trias, cách đây hơn 230 triệu năm khi cá sấu nguyên thủy lần đầu xuất hiện trên trái đất. Chúng sống song song với khủng long và cùng nhau chứng kiến những biến động khủng khiếp nhất hành tinh. Nhưng trong khi khủng long tuyệt chủng, cá sấu vẫn tồn tại đến ngày nay. Và đây là điều thú vị nhất về mặt tiến hóa, cá sấu có họ hàng gần với chim hiện đại hơn là thằn lằn. Điều này khiến ta phải suy nghĩ lại về cách nhìn nhận hệ thống phân loại động vật. Một điều nữa khiến cá sấu trở nên đặc biệt, trong hơn 200 triệu năm, hình thái cơ thể của chúng gần như không thay đổi. Cấu trúc đó đủ hoàn hảo để tồn tại qua mọi biến cố. Nếu phải chọn một bộ phận đặc trưng nhất ở cá sấu, đó chắc chắn là bộ hàm. Với lực cắn lên đến 3.700 PSI, cá sấu là loài động vật có lực hàm mạnh nhất hành tinh, vượt xa sư tử hay hổ. Mắt và mũi của cá sấu nằm ở trên đỉnh đầu, cho phép chúng gần như chìm hoàn toàn dưới nước khi rình mồi. Một thiết kế hoàn hảo cho sự ẩn thân. Lớp da của cá sấu cũng không kém phần ấn tượng, dày, xù xì và cực kỳ chắc chắn. Thực tế, nó được hình thành từ các tấm xương nhỏ gọi là osteoderms, hoạt động như áo giáp sinh học. Không lạ khi các nhà nghiên cứu quân sự đã từng lấy cảm hứng từ cấu trúc da cá sấu để phát triển áo giáp và vật liệu bảo hộ. Không giống nhiều loài động vật ăn thịt, cá sấu không cần ăn mỗi ngày. Chúng có thể nhịn ăn hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Đó là vì cá sấu đã tối ưu hóa năng lượng, chúng không chạy nhanh, không tốn công săn mồi liên tục mà chờ đợi đúng thời điểm để ra đòn chí mạng. Chiến thuật này đã giúp chúng tồn tại qua những giai đoạn khan hiếm thức ăn. Cấu trúc tim đặc biệt với van điều chỉnh dòng máu cho phép cá sấu làm chậm quá trình trao đổi chất. Điều đó giúp chúng có thể lặn dưới nước hơn một tiếng đồng hồ mà không cần ngoi lên. Cá sấu là bậc thầy phục kích. Khi con mồi đến gần bờ nước, cá sấu lao ra với tốc độ đáng kinh ngạc, ngoạm chặt và xoáy mình trong cú death roll, cú lật xoáy để xé xác hoặc làm đuối sức con mồi. Không chỉ săn mồi đơn độc, một số loài cá sấu còn hợp tác theo nhóm để dồn bắt những con mồi lớn như trâu rừng hay ngựa vằn, điều hiếm gặp ở loài bò sát. Chúng có thể săn từ chim nhỏ, cá đến các động vật có vú lớn. Từ môi trường nước đến đất liền, cá sấu đều biết tận dụng ưu thế. Nhiều loài động vật tuyệt chủng vì không thích nghi kịp với môi trường, nhưng cá sấu dường như là ngoại lệ. Suốt hàng triệu năm, cá sấu gần như không thay đổi hình thái, cấu trúc cơ thể hay chiến thuật săn mồi. Vì sao? Bởi những gì chúng sở hữu đã gần như hoàn hảo. Giới khoa học gọi đây là ví dụ điển hình của nguyên tắc If it ain't broke, don't fix it. Khi một hệ thống đã tối ưu, nó không cần tiến hóa nữa. Da cá sấu từ lâu đã được sử dụng trong ngành thời trang cao cấp, đi kèm với những tranh cãi về đạo đức. Trong văn hóa Ai Cập cổ đại, cá sấu được tôn thờ như thần Sobek, biểu tượng của sức mạnh, sự bảo vệ và khả năng sinh sản. Ở Đông Nam Á và Mesoamerica, cá sấu cũng xuất hiện trong nhiều truyền thuyết. Ngày nay, các nghiên cứu còn cho thấy enzyme trong máu và nước bọt cá sấu có tính kháng khuẩn cao, mở ra hy vọng mới trong dược học. Bên cạnh đó, cá sấu đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái đầm lầy và vùng nước ngọt. Tuy là sinh vật mạnh mẽ, nhưng cá sấu hiện nay đang đối mặt với nhiều nguy cơ. Biến đổi khí hậu làm biến mất môi trường sống tự nhiên. Săn bắt trái phép vì da và thịt cá sấu. Xung đột với con người khi cư dân lấn chiếm đầm lầy. Tuy nhiên, một số khu bảo tồn đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của quần thể cá sấu hoang dã nhờ nỗ lực bảo tồn. Liệu trong tương lai, cá sấu sẽ tiếp tục là biểu tượng bất bại của tiến hóa hay bị cuốn theo làn sóng tuyệt chủng? Cá sấu không chỉ là biểu tượng của sức mạnh nguyên sơ mà còn là minh chứng sống cho khả năng thích nghi và tồn tại trước mọi nghịch cảnh. Bạn có nghĩ rằng, nếu phải chọn một sinh vật đại diện cho sự sống sót của hành tinh, thì cá sấu là ứng viên xứng đáng nhất? Nếu bạn thấy video này thú vị, hãy nhấn like, đăng ký kênh Vì Sao và chia sẻ để lan tỏa kiến thức đến nhiều người hơn nhé!